Nhận định soi kèo Nga với Bulgaria 22 giờ ngày 5 tháng 6 năm 2021, Nga được giới chuyên môn đánh giá là ngựa ô đáng xem tại vòng chung kết Euro sắp tới. Thầy trò huấn luyện viên Stanislav Cherchesov cần thu về những kết quả có lợi ở các trận đấu giao hữu để tạo đà tâm ý thuận lợi cho những trận đấu khó khăn tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu sắp tới. Trước thềm vòng chung kết Euro sắp diễn ra đây thì lượt trận giao hữu mà đội tuyển Nga sắp thi đấu tới đây đã là lượt trận cuối để họ kết thúc quá trình kiểm định lại thực lực của mình. Tuy nhiên với màn trình diễn khá thiếu sắc nét khi mang về kết quả hòa trước Ba Lan tung ra đội hình không quá mạnh trong trận giao hữu mới đây. Bởi vậy tin rằng mặc dù chỉ phải gặp gỡ Bulgaria không được đánh giá cao, khả năng đội chủ nhà mang về thắng lợi tương bừng cũng không quá cao. Bên kia sân, những năm gần đây tại lục địa già, Bulgaria là đội tuyển gần như là cái tên không khiến cho các đội bóng khác cảm thấy quá e ngại mỗi khi đối đầu, và điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu qua thành tích sau 20 lượt trận gần nhất. Đoàn quân của huấn luyện viên Arsen Petrov chỉ mang về đúng 2 trận thắng, 5 trận hòa và nhận lấy tới 13 trận thất bại. Thế nên mặc dù trong trận đấu tới đây mang tính chất thử nghiệm, Bulgaria khó tránh khỏi một kết quả bất lợi. Được thi đấu trên sân Lev Yashin trong trận đấu này có thể thấy đội tuyển Nga đang khá tự tin, và điều này là hoàn toàn có cơ sở khi mà nên nhớ rằng sau 20 lượt trận gần nhất họ mang về 11 trận thắng, 5 trận hòa và thất thủ 4 lượt trận. Về phía vị khách Bulgaria lại hoàn toàn trái ngược khi mà họ nhận lấy tới 11 trận thất bại, 6 trận hòa và có được 3 trận thắng cũng sau 20 lượt trận phải thi đấu xa nhà gần đây nhất. Soi kèo châu Á, kèo Nga với Bulgaria. Thực lực giữa hai đội rõ ràng đang có sự chênh lệch rất lớn, thế nhưng với việc sau 5 lượt trận gần nhất trên sân nhà mặc dù có được thành tích ổn định nhưng không mang về thắng lợi quá tưng bừng đang khiến cho đội tuyển Nga nhận lấy tới 3 trận thua kèo châu Á. Trong khi đó Bulgaria mới chính là sự lựa chọn khả thi với việc đang mang về 3 trên 5 trận thắng kèo châu Á trên sân khách gần nhất. Soi kèo tài xỉu Nga với Bulgaria, đang ghi được 4 bàn sau 4 lượt trận trên sân nhà gần nhất là một kết quả không phản ánh lên được sự hiệu quả đến từ hàng công của đội tuyển Nga. Chính vì vậy đối đầu với Bulgaria, vị khách đang sở hữu lực lượng không quá nổi trội nhưng lại thi đấu phòng ngự vô cùng khó chịu với 3 trên 5 trận gần nhất đều giữ sạch lưới, phần nào khiến cho đội chủ nhà gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng.